Một chiếc nồi áp suất nhỏ hơn một chiếc phích giữ nhiệt chắc chắn bạn chưa bao giờ thấy. Đây đúng là chiếc nồi áp suất mini nhỏ nhắn xinh xắn. Chiếc nồi nấu siêu nhanh, chỉ cần 7 phút để có thể ra được mẻ cơm thơm ngon và là chiếc nồi áp suất tốt nhất trong nhà mình. Dù rất nhỏ và mini, nhưng dung tích nấu được cho 3-4 người ăn. Thường thường nấu món chân giò ẩm thuốc Bắc, ở những chiếc nồi thông dụng phải nấu đến 45 phút. Nhưng với chiếc nồi mini này, mình sẽ chỉ cần nấu trong vòng 20 phút. Sau 20 phút cho chân giò ra bát, nhìn miếng chân giò thật là mềm và cuốn hút, thật muốn thử ngay. Thử sắn ngay miếng chân giò, thấy thịt mềm nhũn, nấu siêu nhanh, siêu nhừ, tuyệt hảo. Tiếp theo lại là món canh xương hầm nấu nhanh siêu tốc. Đầu tiên mình cho xương vào, sau đó cho thêm rau củ. Đóng nắp lại bằng một đốt gạt, chỉ cần đợi 15 phút là có nồi canh siêu ngon, nóng hổi. Chỉ cần nhấn gạt cái là mở nắp ra, chiếc nồi hầm siêu nhanh, để một lúc đã xong nồi canh rồi. Những chiếc nồi áp suất truyền thống còn lâu mới làm được như vậy. Chiếc nồi này nấu vừa nhanh, vừa nhừ, vừa có nút gạt mở nắp siêu tiện. Hãy nhanh tay bấm vào giỏ hàng, chứ nồi này nhanh hết hàng lắm đó nha.